Cái hạt dẻ này sẽ được bán nhiều nhất ở những cái vùng cao hay là những cái khu du lịch như là Lào Cai, Sapa, Bắc Hà hay là Cao Bằng, Bắc Cạn hay là Đồng Văn, Hà Giang. Nói chung là các bác đi tất cả các vùng cao thì hạt dẻ này đều được bày bán rất là nhiều và được giới thiệu là dòng dẻ. Em chào các bác nhé, chào tất cả các quý khách hàng đang xem trên kênh cây giống Trần Trọng Phạm ngày hôm nay của em Yến. Đây là cái lô dẻ ghép này của em nhé. Cái lô dẻ ghép này là khách đặt của em hơn 1.000 cây từ hôm trong Tết cho một cái anh lấy về măng đen để trồng. Và cùng một cái lô này thì em còn có hơn 2.000 cây nữa đang rất là đẹp, đang mỡ màng rất là đẹp như thế này. Em chia sẻ lại video cho cả nhà về dòng cây giống hiện đang có. Trước khi giới thiệu về dòng cây dẻ này cũng như là chia sẻ với bà con thì em sẽ nhắc lại một số cái video trước đó em đã chia sẻ rồi. Một số video em chia sẻ vào tầm khoảng tháng 5, tháng 6 năm ngoái và năm kia. Có một vài cái video chia sẻ về cây dẻ và thời điểm em chia sẻ cây dẻ ghép nó đều đạt vào tầm tháng 4, tháng 5 đến tháng 6. Và những bác đến vườn em mua cây thì đến vườn em mua vào đúng thời gian gần Tết và thời gian ăn Tết xong nên là cây dẻ nó đã rụng lá, gọi là ngủ đông đấy ạ. Cây dẻ nó có một cái đặc điểm là giống với cây xoan của chúng ta là nó ngủ đông. Thế khi mà các bác đến vườn các bác nhìn thấy cây nó trụi thui lủi thì các bác ấy tỏ cái thái độ rất là khó chịu và các bác nói là em giống kiểu em nói điêu ấy, giống kiểu là nói láo ấy, không phải là sự thật. Và cái cây đến trong vườn thì nhìn nó chả có cái lá nào, nhìn như một cái cây khô và các bác tỏ thái độ rất là, kiểu như kiểu không thể chấp nhận được, kiểu vùng vằng, xong rồi giống kiểu là tại sao khi quay video cây nó đẹp thế mà tại sao bây giờ đến vườn cây nó lại xấu. Thế thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ luôn với các bác là cây dẻ nó sẽ ngủ đông từ tháng 11 âm cho đến hết tháng 3 âm. Từ tháng 11 âm đến hết tháng 3 âm, tháng 2, tháng 3 âm bắt đầu với bật lộc và lên. Và thường thì bên em sẽ ghép cái cây dẻ này vào cuối năm. Sẽ ghép cây dẻ mà tầm gần Tết, gần cuối năm là thời gian cây ngủ đông có độ khỏe, bên em sẽ ghép và sẽ bắt đầu bán vào tầm tháng 3, tháng 4 trở ra. Nên là nếu các bác có nhu cầu đi mua cây dẻ ghép thì các bác tránh cái thời điểm cây ngủ đông nếu như chúng ta muốn nhìn thấy cây mỡ màng tươi tốt. Ví dụ như thời điểm này là thời điểm tháng 3, giữa tháng thời điểm này ấy, là cái thời điểm giữa tháng 3 của năm 2023 rồi đó, vào gần tháng 4 rồi thì đây là cái thời điểm mà lá lộc lá của cây dẻ nó đang rất là tươi tốt, thậm chí có cây nó còn đang ra hoa luôn đó. Và dẻ trùng khánh là dẻ gì thì em cũng có câu trả lời luôn với các bác là dẻ trùng khánh là một trong những cái dòng dẻ mà từ rất lâu đời rồi của Việt Nam, từ cách đây tầm 15-20 năm trước khi mà những cái quả đồi, những khu rừng rậm vẫn còn giữ được nguyên bản từ ngày xưa và chưa bị khai thác hết, khai phá hết. Sau một thời gian ấy thì do là cái dòng dẻ này nó là một trong những cái cây gỗ rất là cứng đấy, giá trị gỗ cũng khá là quý nên là người ta đã khai thác hết đi. Còn khai thác đi đâu làm gì thì em không biết, em chỉ biết là những cái nơi mà ngày xưa em thường đến để em nhặt được những cái hạt dẻ về ăn ấy thì sau tầm 5 năm em quay lại em đã thấy những cái khu rừng nó bị chặt phá hết và thay vào đó là những cái rừng keo bạch đàn rồi. Thật sự là đấy, tại quê em còn đang như thế chứ đừng nói là các tỉnh khác. Thì rất là dễ hiểu thôi đúng không ạ? Thời nào cũng sẽ có người này người kia. Và người ta làm nghề nào thì người ta ăn bằng nghề đó. Đấy, thế bây giờ người ta khai phá hết, người ta khai thác hết đi để người ta trồng keo bạch đàn để vài năm người ta lại thu mua lại một lần nữa thì nó khác. Còn những cái rừng cây nguyên sinh nguyên bản thì bây giờ còn giữ được nó quá là ít ỏi thôi. Trong đó có cái tỉnh Cao Bằng thì còn giữ được một cái đồi hạt dẻ. Tuy nhiên cái lượng cây quá là ít và cái lượng hạt thì không đáng kể bao nhiêu. Thì những bác nào mà đã đi đến những khu du lịch chúng ta được ăn hạt dẻ thì chắc các bác biết đúng không ạ? Và các bác sẽ có câu hỏi là hạt dẻ này từ đâu đến? Hạt dẻ này từ đâu về? Và thường là người bán hạt dẻ sẽ nói với chúng ta là gì ạ? Là hạt dẻ này là hạt dẻ của Trùng Khánh Cao Bằng hoặc là hạt dẻ này là hạt dẻ của Cao Bằng. Thế nhưng mà thực tế là gì ạ? Thực tế mà nói với các bác là không phải hạt dẻ từ Cao Bằng mà em chia sẻ luôn là hạt dẻ của chúng ta từ Trung Quốc về đạt 90%. 10% còn lại là hạt dẻ của Việt Nam chúng ta là hạt dẻ của Cao Bằng. Thế nhưng mà cái số lượng nó quá là ít. Đấy. Và ngày hôm nay em chia sẻ với cả nhà đây chính là cái đĩa hạt dẻ. Đấy, đĩa hạt dẻ. Cái phần đây, cái hạt em đã bóc sẵn ở phía bề trên thì là cái phần thịt của hạt dẻ. Đấy. Nếu mà chúng ta đã ăn rồi thì em không cần phải chia sẻ nhiều đúng không ạ? Cái vỏ của nó khi mà đã bị cái sức nóng tác động thì nó tự vỡ đôi ra. Tự vỡ đôi nên là khi chúng ta bóc thì nó cực kỳ là dễ bóc luôn. Nó không phải là nó khó bóc như là hạt maca các bác nhé. Nó rất là dễ bóc luôn và ăn cái hạt dẻ này khi mà ăn sống ấy thì nó giòn giòn như là ăn khoai sống. Nhưng nó có vị bùi và ngậy hơn. Còn có độ ngọt hơn.
Còn với cái hạt rẻ này thì chúng ta khi mà hạt rẻ sơ chế lên thì nó có cái vị béo ngậy và ăn khá là bở bở tơi. Chính thức nó chính là mùa hè và từ tháng 6 đến tháng 9, đấy chính là mùa hạt rẻ. Thế nhưng tại sao tầm này lại có hạt rẻ thì chắc là các bác biết câu trả lời đúng không ạ? Và điều em muốn chia sẻ với các bác ở đây là gì? Là cây rẻ ở Việt Nam chúng ta đã bị mai một rồi và không còn lượng cây lớn ở Việt Nam nữa. Hiện tại chỉ còn một cái lượng cây quá là nhỏ thôi, không đáng kể gì. Nên là cái lượng hạt rẻ bán ở thị trường các bác thấy đấy, nhiều vô số kể. Những khu du lịch bây giờ người ta còn chế biến cả những cái bánh hạt rẻ cơ mà. Đấy. Họ còn chế biến hẳn những cái bánh hạt rẻ ra. Đây, em sẽ quay cho cả nhà xem cái hạt rẻ này em tách đôi. Đấy. Ăn nói chung là ăn béo ngậy luôn. Em đi đến những khu du lịch em cũng có một cái sở thích là rất là hay ăn hạt rẻ. Và mua bánh hạt rẻ để ăn hoặc làm quà. Làm quà biếu. Nó không quá đắt đỏ, nó chỉ tầm 60.000 đồng một cân. Hay là một hộp bánh nó chỉ là 40.000 đồng thôi. Nhưng mà nó có cái bản sắc vùng cao ở trong đó. Nó vẫn có cái bản sắc ở trong đó. Thế nên là em thấy đây là một trong những dòng cây mà chúng ta nên giữ lại. Chúng ta nên đầu tư để có những cái khu đồi rẻ. Có thể là vừa đảm bảo cho cái thu nhập của chúng ta, vừa giữ được cái bản sắc của Việt Nam chúng ta. Bởi vì nguồn gốc của cây rẻ này, của hạt rẻ này nó là ở Việt Nam. Việt Nam của chúng ta cực kỳ nhiều, chứ không phải là như bây giờ để chúng ta phải đi mua hạt từ nước khác, đúng không ạ? Nó có một cái ưu điểm, hạt rẻ nó có một cái ưu điểm là khi các bác mà thu ấy, khi các bác mà thu hoạch ấy, các bác không bán ngay. Các bác chỉ cần sấy, gọi là sấy sơ sơ lên. Các bác đã để được một cái khoảng thời gian rất là dài. Nó không phải là dòng hạt nhanh hỏng, mà nó là một trong những cái dòng hạt mà có thể lưu cữu để được khá là lâu. Thứ hai nữa là cái hạt rẻ khi nó đã già quả nó rơi xuống thì nó tự tách ra và rơi hạt ra, rồi chúng ta không phải mất quá nhiều công sức để thu hoạch. Tuy nhiên thì đây lại là những cái dòng cây thân gỗ và một trong những cái dòng cây mà về lâu đời, là gỗ, gọi là gỗ cứng, gỗ già của lâu đời. Nên là em sẽ vẫn tư vấn cho khách hàng của mình sẽ trồng ngưỡng là tầm khoảng 5 mét một cây, chứ không tư vấn trồng thưa quá các bác nhé. Đây là cái hạt rẻ em đặt ở trên tay của mình. Để cho các bác cảm nhận được cái mức độ xem là hạt nó to bé như thế nào. Đấy, đây là hạt rẻ đã sơ chế rồi các bác nhé. Các bác lưu ý là đây là hạt rẻ đã sơ chế, nên là nhìn nó đã, tức là về cơ bản nó đã được tách cái phần vỏ này ra rồi. Đây, nó đã tách đôi cái phần vỏ ra và khi chúng ta ăn thì nó không khó như là hạt mắc ca. Chúng ta chỉ cần bóp một cái thôi là nó vỡ đôi luôn. Đấy, nó vỡ đôi cái vỏ hạt này ra luôn và chúng ta có thể sử dụng được luôn. Đấy, ăn được luôn. Cái hạt rẻ này chúng ta có thể vừa làm bánh này, vừa làm bánh kẹo này, vừa luộc ăn cũng được, hoặc là chúng ta cho vào nồi cơm ấy, đồ hoặc là chúng ta hấp ở trên phần mặt nồi cơm cũng đều được, đều ăn được và sử dụng cực kỳ là dễ. Nếu không nói là ăn thì nghiện luôn. Đấy, và ở Việt Nam thì cái lượng quả thì cũng như các bác biết là nó không còn bao nhiêu, lượng cây hạt rẻ nó không còn bao nhiêu. Đấy là lý do mà bên em khi mà bên em bắt đầu sản xuất cấy ghép ra những cái dòng rẻ này thì cũng rất là muốn là những cái khu vực đồi của chúng ta ấy, bỏ không rất là lãng phí, chúng ta có thể đầu tư vào nó để có cái nguồn thu sau này. Nó không còn là thụ động nữa mà có thể nó sẽ là một cái nguồn thu rất là tốt cho sau này, cho khách hàng ở bên em. Và cũng như những cái video trước đó em chia sẻ thì cây rẻ của em sẽ bán chủ đạo vào từ tháng 3, tháng 4 dương cho đến hết tháng 10 dương, tháng 10 âm. Lý do là bởi vì là vào tầm tháng 11 âm trở ra thì cây rẻ ngủ đông đấy, nhìn cây rất là xấu. Nên là các bác thời điểm đấy nếu bác nào hiểu về rẻ ngủ đông nó như nào thì các bác hãy mua, còn nếu không thì các bác đừng hỏi về nó nữa, đúng không? Có được không ạ? Đấy là những cái em muốn chia sẻ nhiều nhất ngày hôm nay. Và video của em Yến giới thiệu về dòng rẻ ghép đang có mặt tại vườn của em Yến nhá. Hiện tại là lô rẻ mới nhất. Em đang quay video này vào đúng giữa tháng 3 của năm 2023, giữa tháng 3 dương lịch của năm 2023. Em hy vọng là sau cái video này thì hôm nay đã là ngày 28 rồi, 27, 28 dương rồi.
của năm 2023. Và em hy vọng là sau cái video này thì các bác có thể hiểu được cái thời điểm sinh trưởng phát triển tốt nhất cho cây dẻ. Còn cái kỹ thuật trồng cây dẻ như thế nào thì em sẽ phổ biến và cập nhật trong cái video lần sau nhé. Còn bác nào mà có ý định trồng về cái dòng dẻ này để phát triển về kinh tế thì các bác có thể vào Zalo. Em Yến sẽ có những cái hẳn những cái tài liệu để cho các bác có thể tham khảo và dựa vào đó để chúng ta trồng và chăm sóc cây dẻ nhá. Và video của em Yến hôm nay xin được kết thúc tại đây. Em chào tất cả mọi người.